Mến chào và chân thành cảm ơn tất cả các bác, các chú, các anh, các chị cũng như là tất cả các bạn à, theo dõi kênh YouTube Cao Hiền Audio. Ngày hôm nay, em Hiền vừa về được tầm khoảng 12 con vang một dòng họ nhà siso các bạn nhá. Đó chính là một trong những thương hiệu âm thanh cực kỳ nổi tiếng chuyên về phòng hát, chuyên về gia đình. Chính vì vậy mà tất cả các bác chúng ta hãy lưu ý video này và kèm theo con vang này đó chính là một dòng micro Micro M5 một dòng micro huyền thoại sóng có thể lên đến tầm khoảng 100 m và với dòng này đấy nó đang chạy một cái dòng côn cool neo đòi cao cấp của 3G các bác nha. Chính vì vậy mà tất cả các bác chúng ta ai là những người đã từng dùng bộ micro này rồi, các bác đã đi show đi sự kiện rồi thì các bác có thể lưu ý video này và các bác chốt nhanh, chốt lẹ để em Hiền sẽ phục vụ tất cả các bác. Và đây chính là một dòng micro mà rất nhiều những quán hát, những cái uh, quán bar cũng như là những cái uh, À, hộp đêm những cái câu lạc bộ giao lưu người ta thường xuyên sử dụng bộ micro này lý do tại sao vậy các bác bởi vì dòng này mức giá của nó rất là bình dân giá mới của nó chỉ tầm khoảng 7 cho đến 9 triệu một bộ thôi đó là ở bên nước ngoài các bác nhá còn ở việt nam chúng ta thì chắc chắn một điều là các bác không mua được bởi vì giá mới của nó rất là đắt cho nên là du nhập về việt nam với mức giá này chắc chắn một điều là không thể bán nổi đó. và ngày hôm nay em chỉ để cho các bác với giá một triệu lẻ một bộ như thế này thôi không hay không lấy các bác một xu và anh em ai lấy cả mic, ai lấy cả vang sẽ có một sự kết hợp hoàn hảo. Khi hai à, thứ này nó đã sinh ra và nó đã thuộc về nhau rồi các bác ạ. À. Đó. Và ngày hôm nay em giới thiệu đến tất cả các bác à, một dòng à, vang. Đấy, một thương hiệu à, sản xuất cùng với lại à, họ hàng nhà Shiso Đấy và đó chính là dòng Chipast 860 các bác nhá. Dòng này của nó đòi cao lắm rồi. Anh em ai có à, máy tính có thể chỉnh bằng máy tính Ai thích chỉnh bằng tay thì có thể chỉnh bằng tay. Và dòng này thì nó cho ra một chất âm nó rất là hay bởi vì bản chất con này nó sử dụng hai chip song song, một chip analog và một chip Dream của Pháp các ơn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có ba chip AKM giải mã cho vấn đề nhạc. cũng như là hệ thống echo report cũng như là hệ thống về mic lý do tại sao con này cái tiếng mic của nó ngọt như phòng thu luôn các bác ạ à. và đây chính là một sự kết hợp hoàn hảo khi mà chúng ta sử dụng đấy ai mua micro làm sự kiện làm đám cưới làm tiệc tùng hiếu hỉ các bác lấy một mình micro còn các bác ai chơi gia đình các bác có thể lấy cả vang đấy lấy cả mic để tất cả các bác chúng ta cùng chơi và đầu tiên thì em hiền sẽ alo cái tiếng mic để tất cả các bác chúng ta nghe và test tiếng nhạc sau đó em sẽ review giới thiệu cụ thể để thời gian của video nó sẽ ngắn gọn lại không mất nhiều thời gian của tất cả các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta hãy cảm nhận thấy là một bộ micro này. Đấy, thấy chưa? Tay chân của nó là hàng nguyên bản thì có xuất sát các bác nha. Đấy, không thể tránh được đâu các bác ạ. Đấy, và hàng nguyên bản mà. Các bác có thể nghe này. Rebond này. Echo này. Các bác nghe thấy đã đòi không? 67. Rất ít thú rít luôn các bạn. Thật sự là quá ít thú rít luôn khi mà chúng nào kết hợp với nhau các bạn Đấy. 6, 7, 1 2 2 3 4. Đấy, em đang để hơi nhiều reverb một tí các bác nhé Và em sẽ giảm bớt cái reverb đi một chút để các bác cảm thấy là khi mà chúng ta hát, để chúng ta nghe thấy cái chất lượng âm thanh của nó nó có ok hay không các bác nhá. 67. Đấy, em giảm bớt cái reverb đi một chút các bác ơi. 67 1 2 67 Trong tay không tiền đời mấy ai thương sáu bảy những lúc có tiền nhiều cái ghét gái sáu sáu bảy giảm hẳn e chu giảm hẳn rì vọt đi cho các bác nghe cảm giác nó chi tiết nó sắc nét khi mà chơi qua một con vang như thế này không bao giờ bị vỡ tiếng khi lên những nốt cao mà không bao giờ bị đuối khi các bác xuống những nốt thấp đó chính là điểm ưu việt của dòng vang Đấy, chi phát các bác nhá kết hợp với lại một bộ micro m năm đây, tiếng tăm nó quá hay luôn nếu mà các bác hát karaoke cảm giác không bao giờ biết mệt là gì vừa nãy thì em đã để một chế độ nhiều chu, nhiều thì vọt rồi và khi âm giảm xuống một chút thì các bác cảm thấy sao ạ có chi tiết không ạ có sắc nét không ạ và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng nhạc của con vang này để tất cả các bác chúng ta cùng nghe nào cho một bản nhạc nhẹ nhàng để tất cả các bác chúng ta cùng thưởng ngoạn được các em ơi <laughs> chúng ta hãy làm quen với cái sản phẩm này đi đối với chip và shiso thì hai con nó là một các bác nhá đầu tiên nó sẽ là thương hiệu của chip và sau này nó phát triển thêm một cái thương hiệu nữa đó là thương hiệu shiso thì chi và shiso thì hiện nay nó vẫn đứng đầu trong cái lĩnh vực là echo là về vọt và kể cả từ góc độ nhạc nghe cực sướng ở trên này thì nó sẽ có bốn chương trình lưu sẵn này một hai ba bốn anh em ai muốn chỉnh xong các bác lưu thì các bác ấn giữ Đấy. Còn các bác ai muốn gọi chương trình các bác uh, gọi này Ấn số 2, ấn một cái thôi nha Tạch, Đấy. gọi chương trình số 2 Đấy. Tạch, gọi chương trình số 1 Mà các bác muốn lưu chương trình số 1 này Ấn giữ luôn này Đấy. Chỉnh sau các bác giữ cho em hiền Thấy chưa, lưu luôn Rất dễ chỉnh, rất dễ lưu bốn chương trình đặc sắc nó nằm ngay ở ngoài mặt của tất cả các bác Ai sử dụng cũng rất là dễ Riêng nói về cái phần màn hình hiển thị nhá Đấy. Đây là mic này Thấy chưa, 57 này Nó sẽ có hai màn hình chuyên nghiệp để thể hiện cho hai À, thứ đó là nhạc và mic và một màn hình chính để tất cả các bác chúng ta cài đặt. Thì nhìn chung tất cả mặt mũi của con này còn cực kỳ là đẹp luôn các bạn đẹp lắm luôn đấy. Và với à, một cái cấu hình nó ngang với siso T3. Đấy cũng như là VS360. Thì con này cho các bác xem qua về nội thất ruột gan của nó để các bác cảm nhận thấy là toàn thân là hợp kim nhôm hết các bác nhá. Đấy chỗ này là băng keo. Toàn thân hợp kim nhôm. Đấy phía sau của nó này có cáp quang này có USB để tất cả các bác chúng ta kết nối máy vi tính này. Audio output là đường âm thanh đi ra. Đấy, audio input là đường này đường vào. Đấy, đường vào thì nó sẽ có rất nhiều uh, sự lựa chọn, một là cáp quang, hai là jack analog. Còn mic này, 1 2 3 mic riêng đằng sau. Đấy, vặn to nhỏ của nó đây. Con này của nó cắm mic đằng sau rất là gọn các bác nhá. Nó có cả hệ thống là điều khiển à, uh, đèn uh, màn hình LED các bác nhá. Điều khiển khiển màn hình LED luôn. Đấy, nó là một cái dòng chuyên về KTV mà. Thì các bác có thể nhìn qua con này ấy, với một cái nội thất của nó này khá là dã màn các bạn đây đấy, rất nhiều bác bảo là ruột của siso nó nằm ở đâu đấy, siso thì nó không có ruột cả, các bạn nó chỉ có mỗi một con chip thôi các bạn nhá và con này của nó là dòng hàng xuất châu âu cho nên là nó sử dụng hai cầu điện các bạn nhá cầu điện 110, 120 ok cầu điện 220, 204 ok và con này của nó một chip đầu đi của pháp này một chip analog này và ba chip akm một hai ba ba chip này có cái chức năng là giải mã âm thanh và đưa ra một chất lượng âm thanh nó tốt nhất này bo chống hú của nó nằm đây và nó có một cái bảng mạch là ổn định hệ thống điện áp đấy, giúp cho con vàng này chạy không bao giờ bị méo tiếng đấy không bao giờ bị sụt áp và tiếng tăm của nó rất là hay luôn đấy, tất cả tính năng hiện đại con này có và phần mềm của tp 860 thì các bác có thể lên trên google download nha nhiều vô kể luôn đấy, thích sử dụng bằng tay cũng được thích sử dụng bằng phần mềm cũng được tùy theo các bác nhá con này thì à, bình thường ta rất nhiều bác đang bán ra với cái mức giá tầm khoảng 1 triệu 8 cho đến 2 triệu rưỡi Và dòng này em chỉ cộng thêm 50.000 tiền công thôi các bác ạ. Đấy, mỗi con em tính cho các bác với giá chỉ có 1 triệu 300.000 đồng. Bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Các bác nhá 1 triệu 300.000 đồng. Các bác nghe không nhầm đâu ạ. Anh em ai chốt được thì các bác chốt luôn. Còn đối với dòng micro micro M5 các bác nhé. Dòng micro micro M5. Anh em ai có thể sử dụng con này. À, thấy chưa UHF đua 200 kênh Đấy, dòng này thì rất nhiều anh em đã mua rồi và các bạn biết là cái độ đẳng cấp của nó như thế nào rồi đúng không về tay chân thì à, em sẽ tự lựa những cái tay nào sạch sẽ các bác nhá tay màu hồng này tay màu xanh này tay titan này Đấy, tất cả hàng bãi của nó thì là đã là hàng nguyên bản đương nhiên là nó sẽ có sữa sát đôi chút không thể tránh được tất cả nó đều đều sử dụng một cái dòng côn neo cao cấp của 3G Cảm các bác nhá anh em ai lấy bộ nào em chỉ để cho các bác với giá là 1 triệu 400 nghìn đồng thôi. Và cho các bác biết là dòng Mico một thương hiệu đến từ Đức này. Đây, hai hộp sóng to cực kỳ luôn. Mên vỉ của nó được sản xuất vào năm 2018 các bác nhé. Nhưng đưa vào sử dụng năm 2020. Đấy, tem bảo hành của nó là năm 2020 các bác ạ. Đấy. Và đằng sau của nó là có bốn chế độ âm thanh này. Đấy, lâu này là thấp này. 1, 2, 3, 4 này. 2 là cao này. Đấy, thấy chưa? Bên trái, bên phải hai con chỉnh riêng biệt hoàn toàn. Thì đối với con này, đấy, sóng của nó có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 50 cho đến 100 m. Đấy, tiếng của nó thì em đẳng à, khẳng định luôn cho tất cả các bác những dòng micro các bác mua ở bên ngoài. Giá tầm khoảng 10 à, triệu đổ lại chưa chắc đã ăn qua được bộ này. Đấy, Cao Hiền nói không chuẩn, xin phép tất cả các bác cho hàng quay đầu cho em Hiền. Ok chưa? Ai lấy cả vang cả mic thì em sẽ có cho các bác một cái mức giá hậu mãi hơn. Đấy, còn các bác nghe lại cái chất âm của nó khi kết hợp qua con vang bằng nhá. Đấy sáu bảy này e chu này, này chống hú này đẳng cấp chưa nè micro đây các bác nhá em đang cầm này sáu bảy một hai hai sáu bảy một hai đã luôn các ạ. thật sự là quá chất luôn con này của nó có gia tốc có tự ngắt hết các bác nhá tất cả những tính năng hiện đại con này có hết đấy và ai lấy bộ micro micro này giá rẻ như rau đấy một triệu thư còn ai lấy con vang này giá rẻ như cho 1 triệu 300 nghìn đồng Anh em ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại này 0936118558 0931218558 Đấy Và anh em ai ngang qua Cố gắng tặng cho em hiển xin một like Một đăng ký kênh nhà các bác Xin chào nhau